Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khánh Linh, năm nay mình 9 tuổi. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Người Tốt Việc Tốt. Các bạn ơi, trong mùa dịch này, ngoài việc học, mình có giúp đỡ bố mẹ rất nhiều việc như quét nhà, rửa bát, nấu cơm, trông em. Và trong mùa dịch này, các bạn đã làm gì để giúp đỡ bố mẹ? Hãy chia sẻ cho mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.